lương hưu thế này chúng tôi sống sao? Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi nội dung trên kênh Ngẫm Sự Đời. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước hiên nhà, bà Lan, một cựu giáo viên 70 tuổi, thường xuyên lặng lẽ nhìn ngắm những hàng xe cộ tấp nập qua lại. Dù đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống của bà không hề yên bình như bề ngoài của nó. Mỗi khi nhận mức lương hưu hàng tháng, bà đều phải đối mặt với một bài toán khó, làm thế nào để chia nhỏ số tiền ấy sao cho đủ trải qua 4 tuần. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt không ngừng tăng cao, từ thực phẩm, dịch vụ y tế cho đến tiền điện, nước, khiến bà tự hỏi, lương hưu thế này, chúng tôi sống sao? Không chỉ riêng bà Lan, đây là câu hỏi chung của hàng triệu người cao tuổi tại Việt Nam. Những người phải đối mặt với một thực tế đáng lo ngại, mức lương hưu họ nhận được quá thấp so với mức chi tiêu hàng ngày. Trong khi xã hội ngày càng phát triển và mở rộng, sự tương phản giữa cuộc sống hiện đại và điều kiện sống của người già càng trở nên rõ rệt. Câu chuyện của bà Lan là một trong số nhiều câu chuyện phản ánh hiện thực phũ phàng mà không ít người cao tuổi đang phải gánh chịu. Sự chênh lệch mức sống do chênh lệch lương hưu giữa bối cảnh lạm phát tăng cao khiến nhiều người cao tuổi ngạt thở. Quý vị thân mến, từ năm 1995 đến cuối năm 2023, lương hưu đã trải qua 23 lần điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội và bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu. Hiện tại, mức lương hưu bình quân do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả đạt khoảng 5,6 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mức từ nguồn ngân sách nhà nước là 4,7 triệu đồng. Sự gia tăng dân số và tỷ lệ người già cũng đã đưa đến việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội từ 23,4% lực lượng lao động trong độ tuổi vào năm 2013 lên tới gần 38,1% vào năm 2022. Đến cuối năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội đã đạt 18,2 triệu người, trong đó 12,5 triệu là người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 20,7% tổng số người cao tuổi tại Việt Nam. Về phía người lao động, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội là 6,936 triệu đồng cho nhóm hành chính, sự nghiệp, đảng đoàn thể và 6,382 triệu đồng cho nhóm thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã, với chênh lệch khoảng 9% giữa hai nhóm. Số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã tăng từ gần 2,9 triệu người vào năm 2016 lên khoảng 3,3 triệu người vào năm 2022, một tỷ lệ tăng trưởng bình quân 5,32% mỗi năm. Trái lại, số người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước lại giảm 2,88% mỗi năm trong cùng khoảng thời gian. Trong các trường hợp nổi bật, người có mức lương hưu cao nhất là ông PPNT tại thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền nhận được lên tới khoảng 140 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mức lương hưu thấp nhất hiện nay là 1,8 triệu đồng mỗi tháng, không bao gồm đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính cấp xã. Thưa quý vị, mức lương hưu hiện nay tại Việt Nam và sự chênh lệch với mức sống tối thiểu là vấn đề đáng được quan tâm trong bối cảnh kinh tế và xã hội hiện đại. Theo thông tin bạn cung cấp, mức lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện là 5,6 triệu đồng mỗi tháng, trong khi đó, nguồn ngân sách nhà nước chi trả ở mức thấp hơn là 4,7 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt tối thiểu, đặc biệt ở các khu đô thị, thường cao hơn nhiều so với mức thu nhập này. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, chi phí sinh hoạt tối thiểu cho một người lớn tuổi ở khu vực đô thị có thể dao động từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Điều này bao gồm các chi phí cơ bản như thực phẩm, thuê nhà, tiền điện, nước và dịch vụ y tế. Phân tích sự chênh lệch này cho thấy những khó khăn đáng kể mà người hưu trí phải đối mặt. Khả năng chi trả, mức lương hưu hiện tại không đủ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, dẫn đến việc người cao tuổi phải cắt giảm chi tiêu trên nhiều mặt, từ bữa ăn hàng ngày đến chi phí chăm sóc sức khỏe. Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống,
việc thiếu hụt tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi, buộc họ phải giảm chi tiêu thậm chí ở những lĩnh vực quan trọng như thực phẩm và dịch vụ y tế. Sự phụ thuộc, khi lương hưu không đủ để sống độc lập, người cao tuổi phải dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình hoặc các chương trình hỗ trợ xã hội. Điều này không chỉ gây áp lực lên họ mà còn là gánh nặng cho cả gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc điều chỉnh mức lương hưu để phù hợp hơn với chi phí sinh hoạt thực tế là rất cần thiết. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của chính phủ và các tổ chức xã hội, không chỉ trong việc cải thiện mức lương hưu mà còn phải mở rộng và cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế và xã hội, nhằm đảm bảo rằng người cao tuổi có thể tận hưởng những năm tháng tuổi già một cách tử tế và đầy đủ. Dự kiến điều chỉnh mức lương và những ý kiến trái chiều từ dư luận. Quý vị thân mến, gần đây, khi xem xét tình hình trượt giá và điều chỉnh lương hưu cùng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban đầu chỉ đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu lên 8% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đề xuất này đã nhận được rất nhiều phản đối vì người dân lo ngại rằng với mức tăng như vậy, lương hưu tăng không kịp với mức tăng của giá cả, khiến đời sống càng trở nên khó khăn hơn. Họ bày tỏ quan điểm rằng nếu chỉ tăng 8% thì thà rằng không tăng còn hơn. Tuy nhiên, một tin vui đã được công bố từ ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với đề xuất mới là lương hưu ít nhất phải tăng 15% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điều này nhằm đảm bảo bù đắp cho sự trượt giá, duy trì giá trị thực sự của khoản lương hưu, trợ cấp mà người thụ hưởng đang nhận do tác động của lạm phát, đồng thời phản ánh một phần thành quả từ sự phát triển kinh tế của 3 năm 2019, 2020 và 2021. Trong đó, 2 năm 2020 và 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đề xuất này từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhận được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính, đề nghị cân nhắc lại mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để đảm bảo công bằng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Mức tăng 15% sẽ áp dụng cho chi trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tăng từ 2.55.000 lên 2.655.000 đồng mỗi tháng, và chuẩn trợ cấp xã hội tăng lên 38.9%, tức là từ 360.000 lên 500.000 đồng mỗi tháng. Mức tăng này đòi hỏi tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nguồn kinh phí được Quốc hội phê duyệt trước đó là 7.430 tỷ đồng. Con số này thách thức khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước cho nửa cuối năm 2024. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã chỉ rõ khó khăn trong việc bố trí ngân sách trung ương cho việc tăng lương hưu và các khoản trợ cấp, trong khi một số địa phương lại có nguồn lực dư thừa cho cải cách tiền lương, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo cấp thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn tích lũy của trung ương và nguồn dư từ các địa phương sau cải cách tiền lương để chi cho các chính sách này. Qua đó, đề xuất tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính phủ đến đời sống người dân, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, mà còn phản ánh nỗ lực trong việc cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sự cân đối của ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc này cũng cho thấy sự chia sẻ từ phát triển kinh tế của đất nước, góp phần vào việc nâng cao mức sống và đảm bảo công bằng xã hội cho tất cả mọi người, nhất là những người đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong suốt những năm tháng làm việc. Nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó, bởi những người có mức lương hưu thấp nhất, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995, sẽ sớm nhận được tin tức vô cùng đáng mừng. Đề xuất về việc loại bỏ mức lương cơ bản và áp dụng tăng lương hưu theo phương thức cào bằng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận,
bởi việc tăng lương hưu đồng loạt 15% cho cả người nhận lương hưu 3 triệu đồng và người nhận 30 triệu đồng sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn, không công bằng. Vì lý do này, ông Đào Ngọc Dung cùng với nhiều chuyên gia an sinh xã hội đã mạnh mẽ kiến nghị với chính phủ rằng không nên áp dụng cách tăng lương hưu một cách cào bằng, vì điều này chỉ làm tăng khoảng cách xã hội. Hơn nữa, mặc dù chưa rõ mức tăng cụ thể sẽ là bao nhiêu, nhưng cần ưu tiên cho những đối tượng khó khăn, chú trọng đến những người đang hưởng mức lương hưu thấp nhất. Điều này nhằm đảm bảo tính nhân văn và công bằng của chính sách tăng lương, đặc biệt là đối với những người đã nghỉ hưu trước năm 1995. Những người này đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhất với chúng tôi và thậm chí những người không thuộc diện đối tượng này cũng cảm thấy bất công thay mặt cho họ. Những người nghỉ hưu trước năm 1995 thật sự đang gặp thiệt thòi bởi trước đây họ không được hưởng mức tăng lương như cán bộ, công nhân viên nhà nước. Vì vậy, họ nghỉ hưu với mức thu nhập quá thấp so với những người nghỉ hưu sau năm 1995. Đến nay, đã có đề nghị rằng chính phủ nên tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 ít nhất từ 20 đến 25%. Đối với những người nghỉ hưu từ năm 1996 đến 2011 thì mức tăng nên là từ 10 đến 15%. Còn những người nghỉ hưu từ năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 nên được tăng từ 5 đến 10%. Một người đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm rằng cần thiết phải tìm cách thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các thế hệ người về hưu, từ những người đã nghỉ hưu từ lâu với mức lương hưu thấp đến những người mới nghỉ hưu. Điều này bắt nguồn từ việc họ có cùng cấp bậc hay chức vụ nhưng lại chịu sự chênh lệch thu nhập đáng kể, một bất công cần được khắc phục. Đặc biệt, điều kiện sống và môi trường làm việc trước đây còn khó khăn và thiếu thốn hơn nhiều so với hiện nay. Do đó, việc chỉ có một mức lương hưu thấp không phản ánh công bằng và sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp của họ. Một phụ nữ khác chia sẻ rằng, chồng bà là quân nhân đã phục vụ 35 năm nhưng khi nghỉ hưu vào năm 1990, mức lương hưu chỉ có 9 triệu rưỡi. Thời kỳ đó không chỉ khó khăn về mặt kinh tế mà còn là giai đoạn gian khổ, đòi hỏi sự hy sinh cao độ. Bà kêu gọi nhà nước xem xét lại và đánh giá công bằng cho những người nghỉ hưu trước năm 1995, những người đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng việc tăng lương hưu mạnh mẽ có thể dẫn đến lạm phát, yêu cầu giảm giá cả mặt hàng từ thực phẩm đến năng lượng, nhằm kiểm soát chi phí sống mà không cần tăng lương hưu. Họ nhấn mạnh rằng, đã từng có các đợt tăng lương trước đây nhưng không hiệu quả do giá cả thị trường tăng nhanh hơn nhiều. Một số người đề xuất phân chia mức tăng lương hưu thành 4 bậc, tùy thuộc vào mức lương hiện tại, nhằm đảm bảo công bằng và giúp người già có thêm nguồn tài chính để đối phó với bệnh tật và tuổi già. Họ cũng đề xuất rằng, việc tăng lương nên dựa trên số tiền đóng bảo hiểm xã hội. Những người đóng nhiều hơn sẽ nhận được nhiều hơn, nhưng cũng không muốn những người lương cao bị thiệt thòi. Cuối cùng, có ý kiến so sánh và chỉ ra sự bất công trong việc tính toán lương hưu. Một số trường hợp người nghỉ hưu với cùng chức vụ nhưng lại nhận mức lương hưu không công bằng so với những người nghỉ hưu sau đó với cùng mức độ trách nhiệm. Họ yêu cầu một cách tính lương hưu công bằng hơn, phản ánh đúng mức độ đóng góp và trách nhiệm của từng cá nhân trong suốt sự nghiệp làm việc của mình. Điều này không chỉ là vấn đề về mặt tài chính mà còn là sự công nhận xứng đáng đối với công sức và đóng góp của họ cho xã hội. Cùng với đó, một giáo sư đã nghỉ hưu trước năm 2010 phản ánh rằng lương hưu của mình chỉ bằng với một giáo viên tiểu học nghỉ hưu năm 2012, dù rằng đóng góp và trách nhiệm trong công việc của họ chắc chắn có sự khác biệt. Điều này làm dấy lên mối quan ngại về sự công bằng và cách mà lương hưu được tính toán, phản ánh giá trị công việc của mỗi người. Một số ý kiến khác lại nhấn mạnh tới việc tăng lương hưu không nên dựa trên tỷ lệ phần trăm mà phải dựa vào số tiền cố định để mọi người đều được hỗ trợ một cách công bằng, nhất là trong bối cảnh giá cả tăng cao.
việc tăng theo tỷ lệ phần trăm có thể sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn giữa những người lương hưu cao và thấp, làm trầm trọng thêm vấn đề bất công xã hội. Đồng thời, một số người lại đưa ra quan điểm rằng, sau khi nghỉ hưu, việc đóng bảo hiểm đã dừng, vậy nên lương hưu của mỗi người nên phản ánh số tiền họ đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội khi còn làm việc. Không phải tất cả mọi người đều nhận mức lương hưu như nhau. Điều này gợi mở cho một cách tiếp cận công bằng hơn, trong đó mỗi cá nhân được hưởng lợi ích dựa trên sự đóng góp thực tế của họ. Trong khi đó, một số người nêu lên quan điểm rằng nên xem xét đến những khó khăn và thiệt thòi mà những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã phải đối mặt, nhất là trong thời kỳ họ cống hiến cho đất nước dưới điều kiện làm việc và sống khó khăn. Họ kêu gọi nhà nước phải có những biện pháp cụ thể để đảm bảo những người này được sống một cuộc sống tốt đẹp và xứng đáng với những gì họ đã cống hiến. Qua đó, rõ ràng là dư luận đang yêu cầu một cách tiếp cận công bằng và toàn diện hơn trong việc xem xét và tính toán lương hưu. Điều này không chỉ phản ánh nhu cầu và mong muốn của người dân về một xã hội công bằng mà còn là thách thức đối với chính sách an sinh xã hội, đòi hỏi sự linh hoạt và sáng suốt từ phía chính phủ trong việc đưa ra quyết định. Theo quý vị, đâu mới là ý kiến nhân văn trong vấn đề này? Hãy bình luận xuống bên dưới ý kiến của mình quý vị nhé! Thực tế, chính nhờ vào những ý kiến và quan điểm đa dạng như vậy mà nhóm người nghỉ hưu trước năm 1995 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt với đề xuất về một mức tăng lương hưu đặc biệt. Một số người đã đặt câu hỏi về việc tái cấu trúc mức lương hưu và việc xây dựng 3 mức tăng lương hưu dành riêng cho 3 nhóm đối tượng khác nhau khi cải cách tiền lương. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TVK ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc cải cách toàn diện chính sách tiền lương ở nước ta, không chỉ mang lại hơi thở mới cho hệ thống lương hưu mà còn cả tới các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác. Tất cả đều được điều chỉnh tăng lên từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của chính phủ. Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu. Khoản 5 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bằng mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng, do đó, mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc bãi bỏ lương cơ sở đã mở đường cho một cơ chế mới trong việc xác định mức hưởng lương hưu. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất. Điều này đánh dấu một bước ngoặt trong quản lý chính sách an sinh xã hội, phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc cải cách và tối ưu hóa hệ thống bảo hiểm xã hội. Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở. Ví dụ như trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm, trợ cấp mai táng,
trợ cấp tuất hàng tháng. Khi thực hiện cải cách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở. Theo đó, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nêu trên cũng sẽ thay đổi. Căn cứ theo nghị quyết số 104/2024, các khoản trợ cấp này từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ được tăng. Hiện chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng với mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể. Theo đó, dự kiến trợ cấp dưỡng sức sau sinh, ốm đau là 540.000 đồng một ngày, trợ cấp một lần khi sinh con là 3,6 triệu đồng mỗi con. Những thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh cải cách tiền lương, khi mà hệ số lương và mức lương cơ sở không còn là cơ sở tính các khoản trợ cấp. Thay vào đó, chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thay đổi hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội. Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2024 thực hiện theo thông tư số 01/2023/TT-BLDT-BXH, ảnh hưởng đến cả những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Sự thay đổi của hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội từ năm 2023 sang 2024, dù chưa được công bố cụ thể, nhưng nếu tăng lên sẽ dẫn đến sự tăng tương ứng trong các chế độ như bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu hàng tháng, trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tuất một lần. Điều này không chỉ góp phần nâng cao quyền lợi cho người lao động mà còn phản ánh sự linh hoạt và tính nhạy bén của chính sách đối với những biến động kinh tế. Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình được cập nhật, người đầu tiên trong hộ sẽ đóng 4,5% mức lương cơ sở, trong khi các thành viên tiếp theo có mức đóng giảm dần, người thứ hai đóng 70%, người thứ ba đóng 60% và người thứ tư đóng 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Kể từ người thứ năm trở đi, mức đóng giảm xuống còn 40%. Đối với học sinh, sinh viên, mức đóng hàng tháng là 4,5% mức lương cơ sở, với sự hỗ trợ 30% từ ngân sách nhà nước và 70% còn lại do cá nhân tự đóng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hệ thống tiền lương sẽ được cải cách, bỏ mức lương cơ sở hiện hành. Điều này có thể dẫn đến việc phải xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng như hộ gia đình và học sinh, sinh viên. Phản ánh sự linh hoạt và thích ứng của chính sách với thực tế kinh tế xã hội. Thay đổi chi phí khám chữa bệnh một lần được chi trả 100%. Điểm nổi bật trong các điều chỉnh là việc bãi bỏ mức lương cơ sở làm tham chiếu cho chi phí khám chữa bệnh. Trước đây, chi phí khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở, khoảng dưới 270.000 đồng, sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả 100%. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định này sẽ không còn hiệu lực. Sự thay đổi này mở ra một hướng đi mới, nơi mà các quy định về chi phí y tế được điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình kinh tế, xã hội hiện tại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách thức người dân tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn phản ánh một sự thay đổi lớn trong chính sách an sinh xã hội. Sự thay đổi này dự kiến sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho người dân. Quý vị thân mến, lương hưu là một khoản tiền không lớn. Với nhu cầu chi tiêu của những người lớn tuổi, mức lương đó cũng chỉ vừa đủ với mức vật giá hiện nay. Vậy làm thế nào để người hưu trí có thể phân bổ và chi tiêu hợp lý, vẫn có thể tiết kiệm được một khoản phòng khi? Sau đây là 3 bí mật về việc phân bổ tiền lương hưu hợp lý, giúp bạn quản lý chi tiêu và không bị phát sinh điều gì để phiền người thân hay con cái. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Bí mật thứ nhất, chi tiêu cơ bản. Sự giàu có bắt nguồn từ chính những thói quen hàng ngày. Do đó, muốn xây dựng tài sản, bạn phải xây dựng những thói quen tốt và bắt đầu từ thói quen chi tiêu cơ bản. Ngay khi nhận lương, bạn hãy chia chúng thành 5 quỹ với các tỷ lệ giới hạn hợp lý.
quỹ một dùng để ăn uống, chi trả các hóa đơn 30%. Quỹ hai dùng để kết bạn và duy trì mối quan hệ 20%. Quỹ ba dùng để đầu tư cho học tập 20%. Quỹ bốn dùng để phòng thân 10%. Quỹ năm dùng để đầu tư 20%. Số tiền ở từng quỹ phụ thuộc vào mức lương hiện tại. Bạn có thể ưu tiên cho quỹ mà bạn coi trọng hơn và giảm bớt ở các quỹ còn lại. Đơn giản hơn, bạn có thể tạo mục tiêu riêng biệt với ứng dụng của ngân hàng số. Bí mật thứ hai, tiết kiệm và đầu tư. Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu, chia sẻ, không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là việc bạn giữ tiền và bắt tiền làm việc cho bạn như thế nào. Chính vì vậy, hãy lưu ý quỹ 4 và quỹ 5. Quỹ 4 là số tiền tiết kiệm dùng để phòng thân. Hãy giữ nó ở khoảng đủ để duy trì cuộc sống ít nhất 3 tháng trong trường hợp bạn thất nghiệp hoặc chi trả các khoản nợ phát sinh. Quỹ 5 là các khoản đầu tư dài hạn. Bạn có thể dùng phần tiền kiếm được ở quỹ này để tận hưởng cuộc sống qua những chuyến du lịch hay các món hàng lớn như ô tô, nhà. Thế nhưng, trước khi bắt tay vào đầu tư, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và chấm dứt hoàn toàn các khoản nợ nếu có. Quỹ đầu tư riêng biệt với các quỹ khác có thể giúp bạn quản lý dòng tiền linh hoạt hơn. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị tinh thần vì lợi nhuận thu về từ khoản đầu tư càng cao thì các rủi ro càng lớn. Tuy nhiên, càng tham gia đầu tư càng sớm thì bạn càng có đủ thời gian để tích lũy tiền về sau. Bí mật thứ ba, tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Bạn có biết công thức chung của các triệu phú? Đó chính là chi tiêu số tiền còn lại sau khi bỏ riêng các khoản tiết kiệm và đầu tư. Tài khoản tiết kiệm không phải tự nhiên mà có. Bạn phải tập làm quen dần với thói quen tự động tiết kiệm một phần tiền từ thu nhập hàng tháng của bạn. Thậm chí, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể tự lừa bản thân rằng số tiền đó không thuộc về bạn bằng cách gửi chúng vào tài khoản ngân hàng số, giấu chúng đi và chi tiêu các khoản còn lại. Bất kể thu nhập của bạn đang ở mức nào, hãy học cách quản lý, phân chia tiền lương và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Có một sự thật rằng khi áp dụng cách tiết kiệm tiền đúng cách, bạn sẽ thoải mái hơn khi chi tiêu sinh hoạt và cảm thấy an toàn khi có một khoản tiết kiệm cố định. Ba bí mật trên đây chính là chìa khóa cho người già để có thể vừa sống dư giả, lại có một quỹ dự phòng. Nhờ vậy, chắc hẳn các cụ không phải phụ thuộc quá nhiều vào con cái. Việc con cái đến nhà chỉ là đến thăm, con cái cho tiền chỉ là biếu thêm. Chúng ta vẫn có khả năng tự chủ và đủ điều kiện để tự lo cho cuộc sống của chính mình. Trong những năm tháng dài lao động và cống hiến, thế hệ người cao tuổi đã dành trọn vẹn sức lực của mình để xây dựng nên xã hội ngày hôm nay. Khi bước vào những năm tháng cuối đời, họ xứng đáng được hưởng một cuộc sống tử tế, không phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo hay chi phí thuốc men. Mỗi ngày trôi qua với nỗi lo lắng về kinh tế là một ngày quá thừa đối với những người đã phục vụ xã hội hết lòng. Chính phủ và toàn xã hội cần nhận thức rõ ràng hơn về nhu cầu và khó khăn mà người cao tuổi đang đối mặt. Cần có sự điều chỉnh trong chính sách lương hưu, đảm bảo nó tương xứng với chi phí sinh hoạt thực tế, đồng thời mở rộng các chương trình hỗ trợ xã hội, từ y tế đến giải trí, để người cao tuổi có thể sống cuộc sống không chỉ đủ đầy mà còn trọn vẹn. Cuối cùng, trách nhiệm không chỉ nằm ở chính phủ mà còn ở mỗi cá nhân trong cộng đồng. Chúng ta cần nâng cao nhận thức và thực hiện các hành động thiết thực để cải thiện cuộc sống của người cao tuổi. Có lẽ, một ngày nào đó, câu hỏi lương hưu thế này, chúng tôi sống sao, sẽ không còn được nghe thấy nữa, nhường chỗ cho những câu chuyện về một tuổi già an nhàn và hạnh phúc. Đó mới thực sự là biểu hiện của một xã hội tiến bộ, nơi mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, đều được tôn trọng và quý trọng.